Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ đi đến một nơi rất là mát và đẹp. Mình đang đi đến một cái bờ suối đây các bạn này. Khá là mát luôn. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn cực kỳ là hấp dẫn và độc lạ các bạn ạ. À quên, không có độc. Lạ là không độc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ra tới nơi để mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái món ăn của mình. Ok, bây giờ mình phải đi xuống cái chỗ này. Tiền chơi ngã. Rồi bây giờ phải bay qua bên kia các bạn. Mình nhả bay nha. Một chân rớt trên nước, khá là bẩn. Nhưng mà không sao, ok. Vẫn là ok các bạn. Rồi, đây khá là mát luôn. Chó mèo sủa mèo y nhĩ ngỏi. Đi có hai người của em bữa trước rồi mới đi cùng mình đây. Các bạn nha. Cái gì cơ? Hello các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ ra cái bãi khi ngồi cho mát này, cho nó sạch còn nhiều cỏ. Ok, Huy thách anh cái túi Huy. Nước cạn cỏ không bơi gì. Các bạn ơi, mình đã sang tới nơi rồi. Cái bãi này rất là đẹp luôn, thoáng mát. Sang đây. Bây giờ đang là buổi chiều rồi các bạn ạ. Thì như lúc đầu mình giới thiệu với các bạn ấy, mình là ăn một món ăn. Hôm nay là món ăn này mình không phải là thịt cá các bạn nhá. Một gà thì ngan ngỗng như thế đấy. Đấy, hôm nay mình sẽ ăn những cái con này. Con này này. Rồi, biết con này con gì không? Đấy, con là con tôm đất các bạn ạ. Tôm nè. Tôm đất Tây Nguyên, người ta gọi là tôm đất Tây Nguyên đấy các bạn nhá. Đấy, thì các bạn không biết cái con tôm đất này đâu. Con tôm thì thường ở dưới nước đúng không? Nhưng con này ở trên cây, đấy, mít như này. Đâu phải đơn giản đâu. Cái này là một người bạn đã gửi cho mình đi cái món này nhé các bạn nhé. Đây, đây chính là tôm đất Tây Nguyên các bạn. Đây, thấy chưa? Phê chưa? Rất là nhiều luôn. Thì bạn mình trước nó hay đi quay cùng mình nhé các bạn. Thằng Phong ấy, Phong mập mập ấy, các bạn còn nhớ không biết. Thì đấy, nó gửi cho mình cái con này để mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái món tôm đất Tây Nguyên các bạn nhé. Thì đây chính là những cái con sâu muồng ấy các bạn. Ở trên cái cây muồng ấy thì là thường thường nó có con sâu dạng sâu đo ấy. Đấy. Nó đã tiến hóa thành cái con vượn nhộng này các bạn. Thì giờ mình sẽ xào cái món này lên rồi mình sẽ chiến thôi. Ok. Đây thì em mình nó đang nhóm bếp đây. Quên mất không mang cái ba cái cây kia đi thì mình phải cầm ba cục đá cao cao đây mình đang làm đây anh em mình đang làm đây. Đó, mình sẽ đốt lửa đây. Ok, mình sẽ xào ở đây luôn. Rồi, chuẩn bị mình bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị các cái gia vị mình mang đây luôn nhé các bạn nhé. Xách ở đây luôn. Mình sẽ chơi bằng cái chảo này các bạn. Sẽ xào luôn các bạn bằng cái chảo này. Nào. Ui, ok. Vừa đấy. Nhưng mà hình như là cái cục bên này hơi thấp. Đúng không? Đấy thôi. À. Lấy tay bẻ đá đấy các bạn ạ. À. Giỏi không? Thằng này lấy tay bẻ được đá. Rồi, đốt lên. Lên lửa đi. Và với cái món này thì mình sẽ có những gia vị như sau. Thì là có hành này, hành khô này, tỏi này, ớt này, lá chanh này. Ít thôi nhưng mà hiệu quả thật. Thì với gia vị như là dầu ăn, đường, ớt, muối, mì chính, mắm, tiêu thì thôi. Ok. Rồi mình sẽ cho mấy cái món này rồi. Thái mấy cái hành, cái tỏi ra nha các bạn nha. Ngày xưa ấy, thì mình là cái chân bóc hành đuổi ruồi.
Bây giờ thì mình đuổi ruồi vào bọc hành. Ok ok. Cứ thì ghi rồi. Các chú xem củi lửa cẩn thận nhá. Cháy hết sông suối bây giờ đấy. Chưa rồi ăn ở còn ông. Giờ thì mình sẽ xào ra các bạn nhé. Đồ ăn sôi rồi đấy, nóng rồi đấy. Giờ mình sẽ cho hành khô vào nhé. Mình sẽ phi qua hành khô và tỏi. Đấy, thấy chưa? Xa ra lấy bằng tỏi ớt và hành khô các bạn ạ. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ cho nhân vật chính vào nha. Thì đây là tôm ớt các bạn nhé. Rồi. Rồi. Đấy, cứ thế là xào thôi. Vàng ươm. Mình xào cái này chín này thì nó sẽ chuyển sang màu xanh nhé các bạn. Nó sẽ quay lại về hình thù ban đầu là nó biến thành con sâu ấy. Mình đùa chút thôi nhé, không phải thế đâu. Biến thành con sâu thì chịu không ăn nổi đâu. Giờ thì nó đang chuyển màu các bạn nhé. Nó dần dần chín, nó sẽ chuyển sang màu xanh nhé các bạn. Hơi hơi xanh nhạ, xanh lá cây này các bạn. Kiểu nó biến hóa đấy. Xe mình để tí ở đâu kia luôn các bạn. Kia xung quanh kia là có mấy ngôi nhà, đồi núi, đồi cao su. Đấy, đây còn có người đi bắt cua, ốc, hến gì đây này. Trong chế trang bị có chứ. Đây, cho mỗi ít, cho nhạt nhạt vừa vừa thôi, đừng cho mặn quá. Bắt gì đấy chị ơi? Ốc hay hến? Ốc hả? Có đâu à, nấm hả? À, nấu cái con sâu mùa ngay đấy, giờ đến mùa đúng không? Biết ăn hả? Biết chứ, ăn được hết, đặc sản Tây Nguyên mà, tôm đất mà, tôm đất Tây Nguyên mà, cái này phải ăn được chứ. Vừa thôi chứ túi hả? Bắt cái muồng. Nhưng mà ở mình chưa có, ở mình chưa tới đâu. Nó đây là ở Gia Lai gửi lên. Gia Lai thì có rồi. Nó lại chưa thấy đúng không? Cái này ngon mà. Ừ. Đấy các bạn. Cái này người ta ăn chút à. Người ta ăn nhiều lắm. Bây giờ mình mới thử thôi. Không cần muối à? Muối á? Bắn mắm giờ là được rồi. Ít thôi, ít đường thôi. Thế nào? Rồi đây. Rất tuyệt vời, rất là ok, đã biến hóa thành màu xanh. Ok, bây giờ thì đã chín rồi các bạn nha. Thank you.
các bạn ơi, thì cái món của mình đã chín rồi, bây giờ mình ăn luôn trên bếp các bạn, để cho nó nóng lên các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, mời các bạn nhé. Mời các bạn. Ừ. Các bạn nhá. Hợp lý thế đây. Nóng nóng này làm hớp bia nữa. Mua đi, hớp bia. Ngon. Ngon nóng bạn ơi. Lúc đầu mình ăn mình rất là sợ. Mình nhìn mình đã thấy sợ rồi nhưng mà mình vẫn ăn. Cảm thấy không ngon béo. Ui dồi ôi, nó dính cả chùm này. À mà cho nhiều ớt bột quá sao cái. Cho hai miếng. Các bạn ơi, có lá chanh này, có ớt này, có tiêu. Lá chanh nó thơm lắm. Hợp lý lắm. Đâu, hộp nào? Hộp đấy. Đâu, đây á. Chùm chùm đây á. Các bạn ơi, đây là dạng kiểu chùm khế ngọt đấy. Quê hương là chùm khế ngọt đấy các bạn. Đây là chính xác, đây là tôm đất đấy các bạn nha. Giờ con tôm chưa? Tôm đất đấy. Năm anh em tới rồi. Năm trăm anh em tới. Ngon không? Ngon. Bạn không tới rồi. Hello. Hello. Quay. Có mấy đứa nhóc không? Trong làng đây giờ bóng này. Thân bóng đâu, thân bóng đâu? Sao không đá? Xem à? À. Xem nha. À. Nó thấy mình quay phim đấy các bạn. Nó tò mò ra xem. Bạn của thằng này. Đi nói cho nó đi. Đi nói không? Đấy chứ. Biết cái này không? Biết món này không? Cái này là cái gì biết không? Là quả ếch rút. Hả? Cái này không rút. Cái gì? Cái con sâu. Im rút hả? Im rút hả? Im rút. Là con gì? Con sâu. Sâu gì? Sâu vừa hả? À đúng rồi, thằng này có ăn miếng. Thằng này nó nói đúng này. Thằng kia đâu? Đây. Này. Nhanh, thằng kia nói đúng nhờ. Thằng này sâu một. Đứa lại nữa không? Thằng bạn này ra đây giơ tay ra. Nhanh. Này. Cái đấy nhá, kia thằng kia vậy. Thằng kia ăn không? Ta đây. Không. Hả? Đây, sao? Đây. Không ngon. Không ngon các bạn, nó kêu không ngon. Ngon không ạ? Béo cực kì. Quế. Ngon quá đi. Mấy giờ? Tuyệt vời các bạn ơi. Ngon lắm. Ngon đúng không? Ngon. Đấy. Bây giờ hỏi lại thằng kia đã ăn không? Không. Đổi ý chưa? Ăn thì ra đây. Quay lại cả. Hả? Quay muốn. Đúng. Cái gì vậy? Lão này. Ăn nóng là ngon. Xúc này rượu nó nguội lắm. Ngon. Ngắn rồi. Cái sang dưới đây. Hả? Cái sang dưới đây. Ăn đi nữa, đứa nào ăn không? Ăn. Ăn thì giơ tay lên. Ăn. Đây, giơ đây. Ăn. Giơ đây. Hello. Hello. Được đấy.
Đâu đứa nào nữa? Thớ mà con. Cảm ơn nha. Này. Cảm ơn. Rồi được rồi, lắc cái chơi đi. Ăn đấy. Ăn đấy. Để chỗ người lớn làm việc. Muốn quay trong YouTube hả? Đúng rồi đấy. Kênh gì luôn? À, rồi giỏi. Biết kênh cho người xem. Kênh gì? Kênh thích. Kênh gì? Thích kề môi. Thích kề môi. Thích kề môi biết không? Kề môi em biết hả? À. Cái thằng này nó. Cái thằng này nữa. Nó thằng bò đây, thằng bò. Đây thằng. Thằng thằng kia đây. Hello. Rất vui các bạn. Đây là fan của Thiết Kế Mồi. Đây là fan của Thiết Kế Mồi. Đúng rồi, bên kia các bạn ơi, bên kia còn đông lắm. Kia là một bên nữa kìa. Đấy. Đá bóng. Đá bóng đấy. Trẻ em ở đây rất là đam mê thể thao các bạn nhá. Rồi đi ra đá bóng đi. Rồi vào đấy. Công Phượng. Công Phượng đúng rồi, chính xác. Còn hai. Còn hai ơi. Mấy thằng cô nhóc trong làng đây. Nó đam mê Công Phượng và Quang Hải các bạn ạ. Công Phượng này. Thì nó đang đá bóng ở kia kìa các bạn. Rất là đam mê đá bóng luôn. Rất là yêu quý hâm mộ anh Công Phượng và Quang Hải. Cảm ơn gì anh Phong phải không? Cảm ơn anh Phong gửi cho bọn em nhá. Rất là cảm ơn ông bạn nhá. Ông mà lên đây thì tôi sẽ hậu tạ sau. Món này rất là ngon các bạn. Tôm rừng Tây Nguyên hay tôm đất Tây Nguyên? À, tôm. Nó còn sâu. Không, sâu gì không nói rồi. Dưới con nhộng này, bên con nhộng này là gọi là nó giống con tôm ấy. Nó là con bướm. Con bướm này là biết, các bạn biết con bướm mà vàng vàng không? Hay bay giữa trời ấy. Là con này. Ờ, con bướm màu vàng mà nó hay đậu ở bãi cát bãi đất đồ hả? Đúng rồi đấy. À. Hôm bữa mình chơi mình chụp được cả 1.000 con. Thế mà mang cái vợt đấy để đùa. Nó có đậu ướt ướt ở bãi này nó đậu. Mấy phát, mấy phát. Hồi xưa cứ ném ném như này, ông lộn một phát xuống trình luôn. Cắm đầu không? Đấy 5 phát đi ạ. À? Đấy lộn một phát xuống kiểu như cái vực em. Ôi. Lộn một phát lúc đấy không biết bơi. Bạn ơi thôi mình xin phép kết thúc video ở đây nhé các bạn nhé. Thì mình đây là mình đã ăn cái món. Thực ra con này là con sâu muồng đấy các bạn. Thì nó tiến hóa thành con nhộng đấy các bạn. Đây, đây chính là cái món đấy đấy. Thì hôm nay mình sẽ review cái món này cho các bạn xem. Đây là cái đặc sản của Tây Nguyên các bạn nha. Không phải nơi nào cũng có đâu. À, mời các bạn. Nơi nào có cái muồng là nơi đó có chúng tôi. Chính xác. Bây giờ thì anh em mình xin chào tất cả các bạn nha. Bye bye. Chào bye. Và hẹn gặp lại. À quên, các bạn nhớ like, đăng ký. Like, subscribe kênh của mình nhé. Comment các kiểu các bạn nha, chia sẻ luôn. Ok. Rất là cảm ơn các bạn.